Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em Terbay sẽ test thử cái game Call of Duty phiên bản mobile ở trên cái hệ điều hành iOS anh em nhé. Ở trên mình đang sử dụng cái thiết bị Android K3 anh em nhé. Combo Android K3 nhé. Mình sẽ chơi cái game Call of Duty phiên bản beta thôi. Phiên bản của nó hiện tại là 1.0.3.3 anh em nhé. Phiên bản này hiện tại đang beta anh em nhé. Thì anh em nào mà muốn mình hướng dẫn sử dụng cái game này thì anh em có thể comment xuống bên dưới nhé. Mình sẽ hướng dẫn anh em tải và cái phím và chơi nha. Đó thì hôm nay mình sẽ test trước cho anh em. Thì game này mình cũng gọi là mới tải về thôi và đang test cho anh em, đang test để map phím sao cho nó tối ưu nhất đấy. Đó anh em thấy nhá, đang vào game này thì cái game này thì đồ họa của nó rất là đẹp nha anh em nhé, và phong cách chơi của nó cũng rất là hay. Đó anh em thấy nhá, thì ở đây mình để đồ họa này, đây mình sẽ để đồ họa cho anh em xem này. Đây đồ họa của mình đang để một cái mức rất là thấp nhá, mình sẽ để đến 2 cho cao anh em nhé, cho mắc đồ họa luôn. Đó xong đây nào, game này mình cũng mới chơi thôi nên là vẫn chưa quên cái nối chơi nám với cả cái game này chơi hiện tại là phải fake VPL nên là nó sẽ kiểu là ping nó sẽ hơi bị cao anh em nhé. Chơi game này sẽ ping nó sẽ hơi rất là cao đấy, đợi bao giờ ra bản chính thức thì chắc là sẽ ngon hơn. Ui. Khói mù ấy, đéo nhìn thấy gì luôn anh em ạ. Khói mù đít luôn. Phê cho anh em. Bản con này phản xạ cực phê luôn. Đồ họa cũng khá đẹp anh em nhỉ. Đồ họa mình đang để mắc cấu hình anh em nhé. Thay đạn mã còn không nên cơ. Thì nó binh nó rất là cao anh em ạ. Đù mày chết cháy anh em ạ. Chết cháy mới nhục chứ. Má ơi đây có súng lửa anh em ơi. Đây qua súng lửa này. Nhưng mà mình chắc là không biết không biết lấy súng lửa ở đâu luôn. Súng lửa khá đẹp. Đầu luôn, bắn cho tan đầu luôn anh em ạ. Gì đây? Vãi nhìn vừa mới bán 5 victory rồi anh em ạ. Ở trong cái chế độ này có chế độ sinh tồn anh em ạ, chế độ sinh tồn. Nhưng mà mình test trước cho anh em gọi là cái chế độ bắn 44 hay sao ấy, chứ là 44 hay 55 ấy, gọi là bắn đấu đội thôi. Còn có chế độ sinh tồn giống như kiểu PUBG là 1 đấu với 100 đấy. Mình cũng mới để test cái game này thôi. Đấy nên là chơi nó vẫn chưa ok lắm. Benny 1994 này, Việt Nam luôn nha. Đó cả mấy ông Việt Nam cũng vào chơi này. Ok, mình test lên trận nữa anh em nhé. Chơi hoàn toàn bằng chuột bàn phím anh em nhé. Anh em thấy mình không chạm bất cứ một cái gì vào màn hình nha. Đấy. Nhờ tốc độ chuột mình để nó hơi bị nhạy một tí sao ấy. Mình sẽ chỉnh nó xuống một chút anh em nhé. Tốc độ chuột mình để nó hơi bị nhạy một chút. Mình sẽ chỉnh tốc độ chuột nó xuống. Đây, con chuột của mình đây. Mình đang trong giai đoạn test thôi, để gọi là test để map phím sao cho nó hợp lý nhất ấy. Thì hiện tại phím mình vẫn chưa được tối ưu tốt cho con này lắm và mình chắc là phải nghiên cứu thêm thì phím nó mới ok được anh em ạ. Lại vào chơi tiếp anh em nhá. Mình xuống 175 rồi, chuột xuống tốc độ 175 cho nó ok anh em ạ. Thì game này khá là hay, mình thấy đồ họa chơi cũng khá đẹp anh em ạ. Đồ họa khá đẹp, nó hiện đang bản beta thôi nhưng mà mình thấy đồ họa cũng khá đẹp, khá hoàn hảo. Game này của Tencent làm anh em nhé. Phát hình mày. À chưa bắn được anh em ạ. Sao watching for một money play là sao ta? À thiếu một người nữa, đợi thêm một người nữa anh em ạ. Bảo sao thấy chơi nó cứ không được mượt như nãy. Rồi ok. Đấy, bây giờ mới chơi được này. Nãy là phải đợi thêm một người nữa. Là đang phòng chờ thôi. Và sao nãy chơi cảm giác không được mượt, bây giờ chơi mượt này anh em ạ. Rồi.
Nãy là đang phòng đợi nên là nó chưa mượt. Bây giờ chưa mượt rồi nào. Úi định mệnh có thằng sau nữa. Ôi nó là dép nay luôn này, dép nay luôn cái quà mình chết luôn. Đá như thế này cho đỡ hack anh em ạ. Dép nay như thế này là đỡ hack. Chỉ game này hiện tại không đang bản beta thôi nên vẫn chưa có hack anh em ạ. Bắn rất là sướng. Không có hack bắn rất là đã anh em ơi. Có hack bắn rất là tù anh em ạ. Ok. Đủ má ở bên này. Bản game này đeo tai nghe, anh nghe tiếng cực kỳ sướng anh em ạ. Nghe tiếng của con này cực kỳ sướng luôn. Đâu rồi ta? Ok. Đủ về 4 thằng. Ba bốn thằng này quay cho. Quá đông là nguy hiểm ơ kìa. Mày làm gì đó? Hết đạn, hết đạn. Đâu? Đủ ở đâu bắn ấy nhỉ? Nào xong đây nào. Mình chả biết mình được mấy kill nữa. Đảo cho lại không nhìn thấy gì luôn. Định mệnh ba bốn thằng bên sườn bên trái cũng có. Thấy thế mà ông trúng đầu đó. Dí cả cái súng cùng vào người này đỡ sao được. Đỉnh mà anh xây thế ngắm đầu đó mà ông trúng kìa. Trúng đầu có phải ngon không? Chuẩn bị nát thế nhỉ? Nát quá anh em ạ, bình cao quá. Đang chơi tự nhiên tụt có bị ra làm sao rồi. Bình cao quá. Đấy. Kiểu như di chuyển của học của FZU ấy. Con này anh em hiện tại phải fake VBL mới chơi được anh em ạ. Nó không không nó không. Ô đình bà anh nửa đốt này, thằng nào đốt nửa tao đấy. Má cái súng nửa ghét nhỉ. À, thì nó sấy thế này thì bị đỡ thế nào được. À kia thằng nào kia. Ôi, mày sấy nửa tao đúng không? Không nhặt được súng nửa à? Ơ? À. Má binh cao quá anh em ạ, đang bắn được giật có vẻ ra làm sao. Con này binh cao quá anh em ạ. Bắn khó, binh cao bắn khó. Nếu mà chắc là đợi bao giờ nó ra bản chính thức ấy, nó có ở Việt Nam thì chơi được server Việt Nam thì nó ASEAN ấy, nó sẽ mượt hơn. Hiện tại mình phải fake VPN sang tận Australia mới chơi được cơ anh em ạ, sang tận Australia cơ. Đó, anh em thấy thì chơi con này hiện tại đang bản beta nhưng mà chơi với bàn phím với chuột thì rất là mượt anh em nhé, rất là mượt và rất là ok. Đấy thì đợi bao giờ nó ra bản chính thức thì chơi nó sẽ ngon hơn. Hiện tại đang bản beta nên là chơi nó sẽ có nhiều hiện tượng dập nát và một số hiện tượng gọi là bị binh nó cao ấy thì nó sẽ kiểu bị dịch chuyển cổ học kiểu như SGU ấy, nếu mà anh em nào mà chơi liên minh thì biết. Đấy kiểu tưởng nó giật phát. Đó, ok. Thì đây là một bài test cho anh em thôi để anh em biết là cái hiện tại cái bộ Hanzoi này nó chơi được tất cả các game ở trên cái nền tảng iOS anh em nhé. Mà nó hỗ trợ tốt nhất là những cái game mà bắn súng FPS nhé. Hỗ trợ rất tốt những cái game bắn súng FPS. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em có một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em. Bye bye nha. Yeah.